Thì bữa nay là làm khô, khô cá lóc là để chuẩn bị ăn Tết nè. Để bây giờ ăn Tết ăn á. Nó mua mấy cá lóc ngoài chợ người ta bán nè. Mua cá lóc vừa vừa vậy nè, gọi nhảy ra. Để mình làm khô để Tết ăn. Tết có khách lại mình nướng khô cho nó lẹ, khô nhà làm. Đó. Cá lóc cỡ vừa vừa vậy là làm khô ăn nó ngon hơn. Với lại nó nhanh khô nữa. Thời tiết như vậy làm khô cá bự quá là nó, mưa xuống là nó không khô là nó hư luôn á. Đó. Đó. Kỳ lạ không? Nhiều khi năm nay Tết mà mưa luôn á, đâu có năm nào vậy đâu. Nè, mấy cá lóc mình đã mần sạch rồi, rửa sạch rồi nè. Đó. Để cái đuôi lại cho nó đẹp thôi. Với đuôi thì cũng không ăn uống gì được. Đó, bây giờ mình đầu mình xẻ làm khô. Thì cái đầu nó cũng không có, nếu mà làm khô thì cũng không có ăn được, đâu có gì đâu để ăn, nên mình cắt cái đầu nó ra. Đó, cắt ra vậy nè, rồi mình sẽ xẻ dọc cái xương sống đó, mình chẻ nó ra rồi mình ướp gia vị để phơi nó. Cắt ra bỏ cái đầu đi, đầu để nấu canh ăn cũng được hay là làm gì đó cũng được, nó chỉ lấy cái phần này thôi. Thì tại vì khô này ở nhà mình tự làm cho nên là nó cũng có thể là nó không được đẹp giống như là ở tiệm người ta bán, những người làm chuyên nghiệp, làm khô chuyên nghiệp. Này là mình tự làm ở nhà ăn thôi. Mà bây giờ bắt đầu xẻ khô nó, xẻ nó ra. Đó, xẻ vậy đó. Này là mẹ mình nhà tự làm á. Khô để dành ăn Tết. Đó. Chẻ nó ra vậy thôi. Thì cá lóc nhỏ này á, thì mình làm khô á, mai mốt mình nướng á, thì nó thịt nó có thể là nó dai hơn là mấy cá lóc bự. Cá lóc bự nó nhiều mỡ lắm, cá lóc nhỏ này không có mỡ nhiều. Cũng có mỡ nhưng mà không có nhiều. Đó, lấy mỡ bỏ đi. Rồi lát ướp nó. Rửa lại rồi ướp. Thì để ướp mấy con cá lóc á, làm khô á, thì mình sử dụng nè, đây là tiêu đen nè, đâm dập dập đó thôi, với lại tỏi. Tỏi mình đâm cho nó nhuyễn ra, nhuyễn ra thì nó mới dính lên được cái mình cá, chứ mình đâm còn to quá là nó, khi mình phơi á, nó rớt ra trơn à. Đó. Với bột ngọt, ít bột ngọt thôi. Với lại nước mắm. Thì có thể là mình làm không giống với người ta. Tại vì ở nhà làm người ta đâu có chỉ công thức đâu mà mình làm giống người ta được. Người ta làm người ta bán mà ai chỉ cho mình. Thì mình ở nhà mình thấy sao mà vừa miệng mình ăn á, thì mình làm vậy thôi. Lại những cái hương vị này nó cũng đơn giản lắm, cũng phổ biến lắm. Mà có hành, có tiêu, không phải hành, củ tỏi, tiêu, ăn rất là ngon, bột ngọt, nước mắm. Nè, nếu mà thích đó, thì cho thêm một miếng sa tế vô nữa. Cho nó có màu đẹp đẹp, nó cay cay rồi. Đó. Rồi bây giờ mình trộn đều cái hỗn hợp này lên rồi mình đi ướp cá. Ướp lên cá rồi để trong khoảng vài tiếng đồng hồ, nửa ngày đó, cho nó thấm gia vị hết rồi mình đem hết đem phơi. Nó là như vậy thôi. Cá mình xẻ mình rửa sạch hết trơn rồi đó. Giờ để ở đây để ướp nó. Nó hỗn hợp mình nãy mình làm đó.
giờ rưới lên cá, rưới lên vậy cho nó đều. Coi vậy chứ nó nhỏ nhỏ vậy đó mà làm nhà đó, nhưng mà ăn ngon lắm á. Này đã có làm rồi chứ không phải là chưa làm. Nhưng mỗi năm là Tết là làm mà ăn không à. Này mình phơi nắng chứ mình không có như ngoài mấy khô ngoài chợ người ta bán. Khô ngoài chợ người ta bán toàn là khô có thể là sấy không à. Tại vì phơi thì nó hiệu quả nó không cao. Sấy nó nhanh lắm. Khô này ngoài chợ bán cũng mắc lắm các bạn. Nếu mà khô ngon là 200.000 ký. Còn khô mà thường thường thì cũng trăm mấy rồi. Mình làm nhà thì không có tốn nhiêu tiền chứ, chỉ mất công làm xíu thôi, nhưng mà ăn thì cũng đảm bảo hơn, không có để quá chất bảo quản gì hết. Đó. Để như vậy rồi ướp vài tiếng đồng hồ rồi đem ra phơi nắng, vậy là xong. Làm khô cũng rất là đơn giản, mất thời gian là mất cái thời gian phơi á, nó lâu lắm. Có nắng thì phơi nhanh, giống như giờ có nắng rồi nè, hồi nãy thì chuyển mưa, cũng có mây chuyển mưa nhưng mà giờ cũng nắng, nắng này phơi nhanh lắm. Mình giờ mình đem phơi nè, thì ướp như vậy nó không có bị gùi bu nó, các bạn thấy không, không có gùi bu. Nó giờ mình phơi vài ngày cho nó khô rồi nướng trong gỏi xoài. Nắng này thì khô nhanh, khô lắm, phơi nhanh khô lắm. Bây giờ mình nướng khô thôi. Này các bạn thấy không, mấy con khô mình làm nè, mình phơi được một tuần rồi đó. Tuần trước mình làm, nay nó được như vậy nè, nó teo là nhỏ xíu rồi ha. Đó. Giờ nướng thôi, nướng trộn gỏi xoài ăn coi. Nướng hai con là đủ ăn rồi, là một dĩa gỏi xoài được rồi, gỏi xoài có cá lóc. Để đây nướng thôi. Cô này nướng nhanh chín xíu. Để quạt than lên. Khô của mình nướng muốn chín rồi nè các bạn ơi. Tại vì khô này nhỏ xíu à, cho nên là nhanh chín lắm. Sôi lên rồi nè không. Giờ để đi bẻ một miếng lá chuối rồi. Mình bóp với con khô này cho nó mềm. Rồi khô mình nướng xong rồi. Giờ lấy ra. Để lên này. Rồi, bớt đó. Làm vậy nè cho nó mềm, mềm muốn khô ăn nó ngon. Để thôi mình nướng nó khô gan cứ ngắt à. Đó, ôi, mùi khô nướng thơm quá. Không có thua gì ở ngoài tiệm. Nóng quá. Rồi, được rồi. Đem lên trồng gỏi thôi. Bữa nay là 18 tháng muôn chạp rồi đó, 18 tháng 12 á, mà trời vẫn còn mưa, mưa lớn luôn nè, các bạn thấy không, mấy cây mai mình đã lặt lá rồi nè,
Mới bữa nay còn có 12 ngày nữa mới tới Tết. Mà mai bây giờ bắt đầu nó ra bông hết trơn rồi nè. Đó. Vậy là ra bông rồi. Nở bông luôn rồi nè. Thì năm nay thời tiết thay đổi gì ở ngoài miền Bắc á, thì mấy cái vô chỗ trồng đào, hoa đào á, cũng bị nở sớm. Ở trong miền Nam thì hoa mai cũng bị nở sớm luôn. Đất nè, đang thù lùi nè, mưa, mới mưa. Gần Tết mà không khí nó giống như là tháng 8, tháng 9 vậy, mưa dầm, mưa hoài luôn. Trời âm u. Trời vậy mấy người làm khô, làm lạc xưởng rồi này kia bán Tết là xong luôn. Sao phơi được. Tỏi với ớt mình bầm mình nè. Vừa vừa thôi không cần nhuyễn. Cho thêm muỗng đường nữa đi. Cái này mình làm nước mắm để trộn xài. Xong rồi mình làm nước chấm luôn. Thêm nước mắm vô. Như đây là được rồi. Tại vì mình có ít à, không có nhiều. Để mình dắt thêm miếng chanh vô nữa. Trong bản thân cái xài nó cũng chua rồi. Cho ít chanh vô thôi. Để hồi lát mình chấm cho nó ngon. Đó. Khô thơm quá. Trộn đều lên rồi đổ vô ướp được rồi. Nè, xài mình bào nhuyễn rồi nè các bạn. Đã không? Xài này cũng không có chua không? Đổ vô trộn lên thôi. Chừa lại một ít, một lát nữa chấm. Trộn lên. Mình để vô vậy hồi chút xíu nữa là tự động xài nó ra nước à. Nhìn thấy nó khô khan vậy chứ trộn mà mới trộn mà nước nhóc lại hồi là như cái biển luôn, như nấu canh luôn. Gỏi thì nó phải khô khô ăn mới ngon. Trộn đều lên. Xé khô ra thôi. Ướp vậy mà cũng có tiêu với tỏi rồi này kia nó dính lên trên khô. Nãy mình bóp rồi giờ nó mềm lắm, dễ xé lắm. À, xé miếng bự bự ăn cho nó đã. Thử một miếng này. Cũng vừa ăn lắm. Thơm quá ngon. Cái này mình làm mình ăn thôi, mình không có bán cho nên là mình cũng không cần phải nổ lên làm gì. Ngon thì mình nói ngon thôi. Món gỏi xoài khô cá lóc này ở đâu cũng có. Món này rất là phổ biến. Cái đuôi này mình để lại cho nó đẹp thì thôi, chứ lúc ăn mình bỏ chứ đâu có ăn. Cái này nó dễ ăn, món này nó dễ ăn lắm. Xương, bỏ xương đi. Bỏ cái đuôi đi. Rồi, giờ đem trộn vô gỏi xài thôi.
ha. Xài mình đổ nước mắm vô mình trộn hồi nó ra nước rồi không. Mình đổ ít nước cho nó mắm vô thôi, nhiều quá hồi trộn lên là nó thành giống như nấu canh luôn. Trộn lên thôi. Tại vì mình xé miếng bự vậy nè, ăn cho nó đã. Đó. Trộn lên. Để chút xíu, 5 phút cho nó thấm. Là ăn được rồi. Đó. Xong. Từ cái công đoạn làm khô cho tới cái món gỏi xoài khô cá lóc đã xong. Thử một miếng nè. Gấp một cái quằn đũa luôn. Có xoài có khô. Xoài chua chua. Khô thì vừa ăn. Ớt cay nữa. Món này làm đồ nhậu thôi chứ ăn cơm là thất sách lắm. Nhưng mà không có nhậu, trộn để ăn thôi. Cảm ơn các bạn đã xem ha. Giờ đem món này vô nhà ăn. Chiều rồi. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn.